Xin chào, hãy để tôi hướng dẫn bạn cách mở tài khoản giao dịch sao chép TiMaker để bạn có thể trở thành nhà cung cấp chiến lược thu hút người theo dõi. Hãy bắt đầu nào. Bước 1, đăng nhập vào tài khoản TiMaker của bạn. Bước 2, bấm vào mở tài khoản trực tiếp. Bước 3, chọn sao chép giao dịch từ các loại tài khoản có sẵn và định cấu hình tài khoản của bạn đảm bảo rằng bạn đã chọn loại tài khoản sao chép giao dịch, kiểm tra các điều khoản và điều kiện sau đó nhấp vào nút mở tài khoản trực tiếp. Chi tiết đăng nhập tài khoản giao dịch sao chép sẽ được gửi cho bạn qua email. Bước 4, kiểm tra email của bạn để biết chi tiết đăng nhập. Bước 5, quay lại cổng thông tin khách hàng Timaker của bạn và chọn sao chép giao dịch. Kiểm tra các nhà cung cấp chiến lược khác để xem bạn sẽ cạnh tranh với ai để thu hút người theo dõi. Bước 6, nhấp vào trở thành nhà cung cấp. Bước 7, chọn đăng nhập với tư cách khách hàng rồi chọn đăng ký làm nhà cung cấp. Nhập thông tin đăng nhập tài khoản giao dịch sao chép của bạn từ email. Sau đó nhấp vào đăng nhập. Bước 8, đến nhà cung cấp của tôi để chỉnh sửa thông tin chung của bạn và lưu các thay đổi. Bước 9, sau đó chỉnh sửa thông tin cá nhân của tài khoản nhập mô tả về chiến lược giao dịch của bạn và nhấp vào lưu thay đổi. Bước 10. Chỉnh sửa cài đặt chiến lược để xuất bản giao dịch. Sau đó nhấp vào lưu thay đổi. Bước 11. Cập nhật cài đặt tài chính của bạn và chọn tài khoản để nhận phí từ người theo dõi của bạn. Sau đó nhấp vào lưu thay đổi. Bước 12. Tạo ưu đãi, đặt phí hiệu suất, phí quản lý hoặc phí đăng ký và nhấp vào tạo vậy là xong tất cả những gì bạn phải làm bây giờ là giao dịch thật tốt để thu hút người theo dõi chúc may mắn